Mịt thứ bạn có biết mùa trăm chín rộ. Từ giữa tháng tư trên mạng xã hội đâu đâu cũng xuất hiện rất nhiều món quà quê, nào là xoài, mít ổi, nhưng hấp dẫn lạ thường và gợi nhớ tuổi thơ nhất là trái trăm. Trái trăm mọc thành chùm, cơm thì mọng, hạt lại to, trái vừa chín tới thì vừa ngọt và có vị chát làm tê đầu lưỡi, nhưng sao nhiều người lại mê? Vì có lẽ nó là thứ vừa rẻ, vừa đủ vị, vừa có màu tím lạ thường. Cái màu tím lạ thường ấy như màu mực học trò, còn vị ngọt chát ấy như cái thời dữ dội của mỗi chúng ta. Vậy nên nó làm nhiều người khó mà quên được. Thấy trái trăm là lòng nao nao kỷ niệm tuổi thơ, thấy trái trăm là chỉ muốn được về quê, dạo quanh vườn trèo lên cái trăm sau hè, hái những trái trăm đen tím bóng bẩy như ngày xưa. Ở Sài Gòn, mỗi khi thấy một xe bán trái trăm trên đường phố, những người con miền Tây xa xứ thường khựng lại mất mấy giây. Bởi giữa bộn bề công việc đời thường, ai ai cũng thấy ùa về bao ký ức về cây trái gắn bó cả tuổi thơ mình. Trời mưa lâm râm, cây trăm có trái, con gái có chồng, đàn ông có vợ. Vậy nên tình cờ nhìn đâu đó có xe bán trái trăm, bao kỷ niệm trong tâm trí sống lại. Thứ nhất me keo, thứ nhì là trăm, trẻ con miền quê nghèo heo hút thích ăn lắm. Chúng hái trái trăm bằng cách trèo, lấy đồ ném để cả cành rớt xuống rồi vặt trái ăn. Trái non thì hơi chát, nhưng đi hái trăm ăn thì luôn rất vui, nhất là khi ăn xong nhìn đứa nào miệng cũng tím ngắt. Ở Sóc Trăng miền Tây còn kể một câu chuyện về cây trăm. Đó là người Khmer thời đó hay dùng gỗ trăm để thiêu xác người đã qua đời ở giữa đồng không mong quạnh. Nhà người Khmer nào cũng trồng vài cây trăm để dành gỗ trăm. Tụi nhỏ đang tập trung chơi, bỗng thấy từ xa lửa cháy đùng đùng, mùi khói bốc lên là tán loạn chạy. Những câu chuyện như thế đôi lúc khiến chúng tôi sợ hãi, nhưng bây giờ ngẫm lại mới thấy cây trăm gắn bó với cuộc sống con người miền quê sâu sắc đến thế nào. Và đâu đó ở miền quê khác, trăm còn là thứ quà không gì có thể thân thuộc hơn, bởi đứa nào chẳng có lúc ăn trăm trừ bữa. Vì ngày xưa nhà nghèo lắm, đi chăn trâu cắt cỏ, lúc đói lại rủ nhau trèo cây trăm, ăn tới khi no bụng, lưỡi tím ngắt rồi nhìn nhau cười giòn giả. Giờ đây, những cây trăm vẫn còn đó, cổ thụ, vương tán trong những thôn xóm làng quê. Chỉ có mỗi người sẽ dần lớn lên xa quê hương, và một lúc nào đó mắt chợt cay xè khi nếm được vị trái trăm ở một phố thị xa xôi khác. Cái gì đó đẹp đẽ nhưng đã mất rồi.